Xin chào các bạn, đây là cây ổi nhà mình nhé. Ổi này là gọi là cây ổi đào. Đấy. Ổi đào là ổi ta của mình nhé các bạn ạ. Cây này của mình có tuổi đời hơn 30 năm rồi, gần 40 năm rồi các bạn ạ. Quả rất là sai. Đấy. Quả đấy. Mình zoom lại cho các bạn xem cây của nó này. Đấy. Gốc này. Gốc rất là to. Cây này của mình có tuổi đời gần 40 năm rồi các bạn ạ. Cái loại ổi này mà các bạn ngâm rượu mới là chuẩn nhất, ngon nhất này. Thứ nhất là ổi sạch. Thứ hai nữa là cái giống ổi này nó là ổi ta. Cực kỳ ngon các bạn ạ. Đây này, mình cho các bạn xem. Ở trên cây có những cái quả ấy, to như nấm đấm ấy. Ngon lắm các bạn ạ. Nhưng mà ổi ta đấy. Đây là quả nó rụng xuống đất nhé. Mình bộ cho các bạn xem này. Cái giống ổi của nhà mình ruột đỏ. Ngon tuyệt vời. Đó, các bạn thấy không? Ngon lắm các bạn ạ. Đây là hôm qua mưa bão. Nó rụng một quả xuống này. Đấy. Nó không có sâu, có giòi, có bọ gì mà nó không có làm sao các bạn nhìn này. Da căng mọng. Rất là ngon. Cái loại này thơm lắm các bạn ạ, mà nó rất là ngọt. Nên mình dùng cái ổi này để mình ngâm rượu các bạn ạ. Đó các bạn. Mình đã chọc được món ổi vào đây rồi. Thế bây giờ là mình sẽ mang đi mình rửa và mình để ráo nước nha các bạn. Để cành mình ráo nước xong bắt đầu mình mới cắt cái núm nó đi để mình cho rượu vào mình ngâm nha các bạn. Bây giờ mình đi mình rửa sạch thì xong rồi để ráo nước nha các bạn nhé. Thì cái ổi của mình đây nó sạch, mình không cần phải ngâm qua nước muối, nguồn gốc rõ ràng. Còn nếu như các bạn mà đi mua ngoài chợ thì các bạn không biết là sạch hay không thì các bạn rửa xong các bạn phải ngâm qua nước muối để khử các cái chất hóa học hay là chất thuốc sâu, thuốc xiết gì đi. Nhưng nhà mình thì mình kiểm soát được cái nguồn gốc của nó nên là mình không cần phải ngâm qua nước muối và mình chỉ có cho vào nước mình rửa qua những cái bụi thôi các bạn nhé. Chúng ta sẽ rửa từng quả một cho nó hết cái bụi. Ổi của mình ở trên rất là cao, thế nhưng mà mình cũng rửa qua cái bụi đi, không sợ nó bụi các bạn ạ. Các bạn ơi, khi quả ổi của chúng mình nó đã khô ráo rồi nhá, mình rửa xong mình để ráo nước rồi thì bây giờ chúng mình tiếp tục tiến hành đến mức là cái bước chúng ta sẽ cắt bỏ cái núm và cái cuống của nó đi và chúng mình cho vào bình chúng mình ngâm nhé. Khi ngâm rượu thì các bạn hãy lưu ý cho mình, thứ nhất là các bạn ngâm vào bình thủy tinh hay hoặc ngâm vào bình sành, bình sứ nhé. Bình thủy tinh thì nó có hai lượt nắp như này này, hoặc là bình sành, bình sứ, chứ các bạn đừng có ngâm vào cái bình bằng nhựa thì nó không được ngon cái chất liệu của ổi, của rượu nhé các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt núm và chúng ta cho vào bình nhé. Mình khoe với các bạn cái cây ổi này của mình. Đây, cái quả này vừa nãy là mình chọc xong nó mới rơi xuống. Các bạn nhìn cây ổi của mình. Ổi đào cực kỳ ngon, cực kỳ tuyệt vời các bạn ạ. Ngon lắm cái loại này các bạn ăn không đã ngon rồi nha các bạn. Ngâm rượu sau này rượu nó rất là thơm. Và bây giờ các bạn cũng có hai cách. Một là các bạn là để cả quả, các bạn cắt bỏ cái núm nó đi. Đấy. Hai nữa là các bạn có thể bổ đôi quả ổi ra. Các bạn bổ đôi quả ổi ra thì nó sẽ nhanh ngấm hơn các bạn ạ.
Nhưng mà đây là các bạn, ổi đào của mình. Bây giờ các bạn hãy bỏ vào trong cái bình này cho mình. Các bạn hãy cắt khi nào mà cái núm của nó hết đi nhé. Chứ nếu mà nó vẫn còn cái núm của nó bên trong đó thì là nó sợ là có cái con, nó hay có cái con kiến nó ở trong đấy các bạn ạ. Những cái nốt sâu nốt rẻ các bạn hãy gọt đi cho mình. Các bạn chọn ổi này cho mình thì cái ngon nhất là cái ổi ta này, ổi găng này, mà được cái loại ổi đào như thế này là ngon nhất. Thứ hai nữa là các bạn lưu ý cho mình là các bạn đừng lấy ổi nó bị sâu nhé. Cái mùa mà nó hay có cái con sâu, con ruồi vàng nó châm mà nó sinh ra con giòi á, thì các bạn không ngâm. Các bạn kể cả quả xanh các bạn cũng không nên ngâm vào cái mùa đấy. Các bạn hãy chọn những cái mùa như bây giờ, ổi nhà mình đây này, nó không có bị sâu bị rẻ, mà nó không bị cái con ruồi vàng nó châm, thì kể cả quả xanh hay quả chín nó cũng không bao giờ nó có giòi. Thì các bạn ngâm là nó sẽ không bị ủng rượu nhá. Thế và các bạn cũng đừng lấy quả xanh quá. Nếu các bạn lấy quả xanh quá thì là các bạn ngâm rượu nó hay bị chát, cái vị của nó chát, nó sẽ không ngon. Nhưng mà các bạn mà ngâm cái rượu này á, mà lấy cái quả nó chín quá thì nó cũng ủng, nó không ngon các bạn ạ. Chúng ta lấy cái quả từ ương cho đến chín vừa thì khi ngâm rượu là cái rượu của chúng ta nó rất là thơm mà nó có vị ngọt. Có bạn ấy thì mình đã thử rồi. Mình có bạn mách mình là ngâm ổi với lại mật ong. Đấy, các bạn cho mật ong cùng. Thế nhưng mà mình sẽ không làm như thế. Nếu ngâm như thế á thì phụ nữ mình uống thôi. Thế còn nếu mà đàn ông họ uống thì họ lại chê ngọt quá, bởi vì sở dĩ cái ổi này nó đã ngọt rồi các bạn ạ. Thứ hai nữa là có người thì ngâm bằng đường phèn, có người thì ngâm bằng đường cát. Khi uống thì nó ngọt, nó át hết cả mùi rượu đi, cũng không ngon. Mà các bạn ngâm, các bạn cứ ngâm cho mình từ khi ngâm cho đến 3 tháng thì các bạn bỏ ra uống là ngon nhất. Đấy là các bạn không bổ quả nhé. Còn nếu các bạn muốn uống nhanh thì các bạn bổ đôi quả ra, bổ đôi, thái lát mỏng ra thì các bạn ngâm 1 tháng thì các bạn uống thì là ngon. Thì lúc bấy giờ là cái ổi của chúng ta nó phai ra, và khi đó thì các bạn, cái quả này nó hơi chín quá là mình sẽ bỏ này các bạn. Nó không bị làm sao nhưng mà nó chín quá, nó nũn hơn so với những quả kia là mình bỏ riêng ra, mình không cho vào ngâm rượu. Này, ổi nhà mình nó ngon được cái là nó không bị sâu. Nó có từng đợt đấy các bạn ạ, từng mùa đấy. Như cái mùa từ tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, bấy nhiêu tháng là nó hay bị cái con ruồi, ruồi vàng, ong vàng nó châm ấy, là nó cứ hay bị giòi. Cái mùa đấy các bạn ngâm ấy thì ổi rượu của chúng ta không ngon, do cái ổi nó không được ngon.
mình đã cắt được xong rồi các bạn ạ. Và bây giờ tiếp tục là mình sẽ cho rượu vào đây nhé các bạn. Và đây mình cũng chia sẻ với các bạn một chút về cái rượu. Rượu này là rượu nấu bằng gạo nếp. Đấy. Bằng men lá và gạo nếp. Thì nó rất là thơm. Mà mình chọn cái rượu của mình đây là đo vừa tròn 40 độ. Các bạn có thể lấy rượu từ 35 đến 40 độ các bạn nhé. Và cái chỗ này của mình thì mình không cân ổi đâu. Nhưng mà các bạn hãy đổ rượu ngập ổi cho mình. Ngập lên khoảng độ 5-7 phân là được. Hoặc là ngập hơn nữa thì nó sẽ nhạt hơn. Đây là cái can của mình là 5 lít. Đó, 5 lít. Này kể ra cho được vào khoảng độ 1 nửa lít nữa thì là nó sẽ đầy. Nhưng mà mình cũng không nên đổ đầy quá các bạn ạ. Bởi vì là cái ổi này của mình nó cũng sẽ ra nước. Và cái lắp này của mình thì cái bình này nó có 2 lắp. Mình sẽ đậy lắp nó vào. Lắp trong và lắp ngoài. Các bạn xoáy cho nó đều cho mình, chặt cho mình. Ok. Và các bạn hãy để vào cái chỗ tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ phòng nhé các bạn nhé. Các bạn hãy để vào nhiệt độ phòng cho mình, tránh ánh nắng trực tiếp vào cái rượu này. Và các bạn hãy tính từ ngày hôm nay cho đến 3 tháng sau. Đây là mình không bổ quả nhé. 3 tháng sau các bạn sẽ mở ra và các bạn uống, các bạn sử dụng. Còn các bạn hãy tính từ ngày hôm nay cho đến 6 tháng, nếu như các bạn dùng chưa hết thì các bạn hãy vớt bỏ cái quả ổi này đi và các bạn hãy để nguyên cái rượu thôi. Chứ còn nếu các bạn để lâu quá cái quả ổi này thì nó sẽ bị ủng quả ổi và rượu của chúng ta nó sẽ không ngon. Cái rượu ổi của mình ngâm với cái loại ổi màu hồng như thế này thì sau này từ 3 tháng trở đi là cái nước rượu của mình nó sẽ chuyển sang màu phớt hồng các bạn ạ. Và thơm, mùi thơm đặc trưng của ổi rất là ngon. Và theo mình được biết là cái ổi ngâm rượu như thế này thì tốt cho sức khỏe. Thứ nhất là tốt cho bệnh đường ruột, dễ tiêu hóa. Thứ hai nữa là những người đối tượng bị bệnh xương khớp. Đấy. Thì chúng ta dùng cái ổi này rất là tốt. Và để cho sáng mắt này, đẹp da này. Vì ổi này nó giàu chất vitamin các bạn ạ. Mình cũng xin chia sẻ sơ sơ với các bạn là cái rượu ổi như vậy. Mà mình cũng có cái cây ổi này là hơn 30 năm rồi, gần 40 năm rồi. Là thường mỗi năm mình ngâm một bình. Thì mình đã từng ngâm với mật ong, ngâm lẫn thử này. Mình đã từng ngâm với đường cát, đã từng ngâm với đường phèn. Nhưng các bạn hãy theo như mình thì mình ngâm ổi của mình nó rất là ngọt rồi. Thì mình ngâm không như thế này, mình không cho đường phèn, không cho đường cát và không cho mật ong. Thì chúng ta cái mùi rượu của chúng ta nó có vị cay cay, thơm thơm, đặc trưng mùi của ổi. Chứ nếu như các bạn mà cho đường cát, đường phèn hay mật ong thì là nó ngọt quá, nó sẽ không có cái vị của rượu nữa các bạn ạ. Và video của mình xin kết thúc ở đây. Nếu các bạn có cách nào hay hơn, mong các bạn hãy comment ở bên dưới và chia sẻ cho mình biết để mình học hỏi thêm nhé các bạn. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.